Duy xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi muốn giới thiệu tới các bạn căn hộ chung cư Dương Nội thuộc tòa nhà CT8 với diện tích là 86m², thiết kế 2 phòng ngủ, 2 vệ sinh, 1 phòng bếp, 1 phòng khách nha. Nội thất nguyên bản của chủ đầu tư nha. Sổ đỏ chính chủ hỗ trợ vay vốn ngân hàng, cần bán gấp cho nên là giá rất là hấp dẫn luôn. Nếu các bạn quan tâm thì liên hệ với Dô theo số điện thoại 09686 99962 hoặc là 09696 99962 nha các bạn. Hãy gọi ngay cho Dô để sở hữu căn hộ này nha. Căn hộ nằm trong tòa nhà thuộc khu chung cư Dương Nội, rất gần siêu thị Ion Hà Đông, gần trường, gần trạm y tế và gần chợ. Giao thông rất là thuận tiện, nằm trên trục đường Tố Hữu Lê Văn Lương kéo dài các bạn ạ. Các bạn quan tâm thì nhớ gọi cho Dô ngay để sở hữu căn hộ trên nha các bạn.